Dạ đúng rồi. Không, em tính cái gì cũng tính. Dạ tính rõ ràng lắm anh. Tính cái chó này là có cũng... Là có sẵn cái đó luôn. Mà tự nhiên tới ngày làm được. Dạ đúng rồi, sao cười nha anh. Thì đó, thì phải làm sao? Mình phải đi cúng kiến giấy gian đi chùa nhiều vô. Rồi giấy gian rồi đông. Rồi cái người nam đi theo em phá em hay là đi theo cổ em ấy là, em nói rồi phải không, tại vì em chiều tới chiều thôi, bắt đầu tới chiều, tại vì lâu lâu anh cứ nghe người kêu em à. Ồ. Em quay lại em thấy ai chứ, nói không phải để hù bà để bà sợ hiểu không? Không, có thật anh là có, em cũng cảm nhận được. Đau rồi mà đau.